Chào bạn Mai Tình Yêu đây. Việc quay lại với người yêu cũ thì luôn là băn khoăn của rất là nhiều bạn sau một lần tan vỡ. Cái chuyện gương vỡ lại lành là điều mà không hề kiếm gặp. Bởi như nếu mà còn yêu thì sẽ quay về bên nhau. Nhưng mà theo kinh nghiệm cho thấy, nếu như rơi vào những trường hợp sau thì bạn hãy cân nhắc kỹ vấn đề này. Thực sự là trên thực tế, thành công của những sự tái hợp trong những trường hợp này không cao. Thứ nhất là quay lại với nhiều người yêu cũ chỉ vì sự thương hại. Đây là điều tuyệt đối nên tránh. Bởi vì cái sự thương hại này vĩnh viễn không phải là tình yêu và cũng không tạo nên một tình yêu lâu dài. Nếu như muốn quay lại với người yêu cũ vì sự thương hại thì có nghĩa là bạn đã không còn yêu nữa rồi. Và đó chỉ đơn giản chỉ là sự cảm thương một người mà đã từng là cả thế giới của nhau. Và cái sự thương hại này cũng có thể khiến cho người kia hài lòng chỉ trong một thời gian, tuy nhiên chắc chắn rằng cảm giác đó sẽ ít nhiều dày vò bạn. Thêm nữa, dù thế nào thì bạn cũng nên tôn trọng cảm xúc của chính mình và của người kia. Thứ hai, đó là việc quay lại với người yêu cũ chỉ vì quá cô đơn. Tôi phải thừa nhận rằng cảm giác cô đơn quá lâu thực sự rất đáng sợ và buồn chán. Vì thế đó là khoảng thời gian mà bạn dễ bị rung động bởi sự quan tâm từ các chàng trai khác nhất. Và trong lúc đó thì người yêu cũ sẽ không ngừng tỏ ý muốn quay lại và lại chăm sóc bạn không ngừng, khiến cho bạn cảm thấy có chút động lòng. Nhưng trong lúc này thì bạn cần tỉnh táo để phân biệt đó có phải là tình yêu không, hay chỉ đơn giản bởi vì quá cô đơn cho nên bạn lại yêu tạm. Một lần nữa, bạn cần phải hiểu đó là sự ích kỷ và sự thiếu tôn trọng người yêu cũ. Việc yêu tạm vì quá cô đơn nghĩa là bạn đang tự dồn mình vào thế bí và đẩy đối phương vào một hố sâu hơn cả sự tan vỡ của sự chia tay lần đầu. Hãy tự tìm cho mình những thứ vui mới và tận hưởng những sự cô đơn thoải mái khi còn có thể nhé. Thứ ba, là khi chia tay lần thứ N. Nghe đã thật mệt mỏi đúng không ạ? Chia tay quá nhiều lần khiến cho cảm xúc và ý nghĩa trong tình yêu nó cũng không còn được trọn vẹn. Những cái khúc mắc chỉ là cứ lặp đi lặp lại không được giải quyết, khiến cả hai thực sự mệt mỏi chán chường, không ai muốn giải quyết cả. Việc quá tam ba bận, nếu mãi không thể tìm thấy được tiếng nói chung thì có thể phải đi tìm một hướng khác. Đừng cố níu mãi một cuộc tình mà chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi, có thể đó chưa phải là người phù hợp nhất với bạn mà thôi. Hãy chia sẻ ngay clip này với người cần nó.